Xin cảm ơn ca khúc Đường Đến Ngày Vinh Quang thật tuyệt vời do song ca Thị Sơn và Vi Hạ cùng nhóm múa minh họa khối trung học cơ sở 2 biểu diễn. Và liên tục chương trình văn nghệ ngày hôm nay sẽ là các tiết mục nhảy hiện đại đến từ các em học sinh cơ sở 1, cơ sở 4 và cơ sở 6. Đầu tiên sẽ là các em học sinh cơ sở 1. Lights, camera, action. I see you looking at my P.I.C. I know. 그게 땡겨 땡겨 좀 더 땡겨 봐봐 기동 차지. Hey. Zoom in, uh-huh. Zoom out, okay. Zoom in, uh-huh. Zoom out, okay. Zoom in, uh-huh. Zoom out, okay. Baby, 확 가게 확대 확실하게 I'm. How you feeling out there? We gon' party a little, you got to see it, yeah, let me know. Sorry, I'm a helper. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I can't shut, I can't say enough. La 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 la. I am a good boy. Make it die. Make it die like it's a good team. Xin cảm ơn các em học sinh cơ sở 1 rất nhiều và liên tục sẽ là tiết mục đến từ các em học sinh cơ sở 4. Yeah.
사진 반짝 이젠 지쳤나 귀찮아 내일 뭐해 어디야 밥은 잘 자 baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like 이건 아무 감정 없는 love story 어떤 설렘도 어떤 의미도 내게 미안하지 말은 that story 왜부터 날 Bitch 나는 solo Girlie 이놈 here 이놈 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 girl I ain't gonna down I ain't gonna down So my girl 너겐 이놈 here 미 맞다 내 맘 girl Vừa rồi của các em học sinh cơ sở 4 và liên tục chương trình ngày hôm nay là tiết mục nhảy hiện đại của các em học sinh cơ sở 6 biểu diễn. Cùng nhau đến nói lời chào đến một tình đầu một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết em như bông hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác. Kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim. Này người ơi em đừng quên lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vòng chơi. Chưa nói mãi sao để cho ngóng em đi về khoảnh khắc.
xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng tới quay lại được mơ. Ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đã nhắc đời dẫu ra khó dẫu vòng ba hiện nàng buồn sóng gió sẽ qua. Những năm ngày năm đó anh cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời, yêu bầu trời năm ấy cũng ngang hết nắng ở cuối trời, nhớ không dám đôi người nhưng cười xuân tươi. Xin cảm ơn các em học sinh cơ sở 6 rất nhiều. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý bậc phụ huynh, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Chúng ta vừa được thưởng thức các tiết mục văn nghệ của thầy và trò trường Nam Việt. Thật hoành tráng, thật sôi động và cũng đầy mạnh mẽ phải không quý vị? Xin một tràng pháo tay nữa cho các tiết mục của thầy và trò trường Nam Việt ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Và để bước vào buổi lễ chính thức ngày hôm nay là phần nghi thức chào cờ. Sau đây tôi xin được trân trọng kính mời thầy Trần Hiệp Hưng, tổng quản nhiệm cơ sở 2 sẽ tiến lên sân khấu để điều khiển nghi thức chào cờ. Trân trọng kính mời thầy. Kính mời quý đại biểu, quý quan khách, quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể các em sinh đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ. Tôi xin phép được điều khiển nghi thức chào cờ. Điều chỉnh trang phục trước khi... Toàn trường chú ý. Nghỉ. Nghiêm. Chào cờ. Chào. Quốc ca. Nghi thức chào cờ đã kết thúc. Kính mời quý đại biểu, quý quan khách, quý thầy cô, quý phụ huynh an tọa. Thầy mời các em sinh ổn định chỗ ngồi để chương trình được tiếp tục. Kính thưa quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, nghĩ sao cho bỏ những ngày ấu thơ. Câu ca dao ấy sống trong lòng mọi trẻ thơ Việt Nam chúng ta từ hồi còn tấm bé. Cha mẹ đã tạo ban cho chúng ta một dáng dấp hình hài, nuôi dưỡng chăm chút cho chúng ta từng miếng ăn giấc ngủ, lo lắng cho chúng ta mọi bước đi. Tuổi thơ chúng ta được chắp cánh bằng những năm tháng cấp sách đến trường. Ở đó, người thầy dạy cho chúng ta những kiến thức đầu tiên, làm hành trang cho cánh diều mơ ước của chúng ta được bay cao, bay xa hơn nữa. Người thầy vẫn hằng ngày tuận tụy đứng trên bục giảng, vẫn kiên nhẫn giảng dạy cho những học sinh thân yêu của mình. Không chỉ có vậy, những câu học trò ngỗ nghịch còn được thầy uốn nắn, dạy dỗ. Ta càng lớn càng thấm thía được thế nào là sự cao cả của tình cha, bao la của tình mẹ và dạt dào ơn thầy.
Mỗi bước đường ta đi đều có những tình cảm lớn lao ấy nâng bước chỉ đường. Hiểu được ân tình đó là một điều đáng quý, bởi nó chứng tỏ rằng chúng ta đã lớn, đã va vấp nhiều, đã thấm thía nhiều và cảm nhận được nhiều điều đáng quý, đáng trân trọng trong cuộc đời này. Hiểu được tâm tư đó, hôm nay thầy và trò trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt cùng hòa mình vào không khí tưng bừng và phấn khởi tổ chức lễ tri ân trưởng thành khối 12, lễ ra trường lớp 5 vào lớp 6 và lễ tổng kết năm học 2021-2022. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, trong điều kiện công việc rất bận rộn, nhưng vì trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục nói chung và trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt nói riêng, cùng với tình cảm thân ái sâu sắc với nghề nhà giáo, các vị đại biểu đã không quản ngại thời gian để có mặt trong buổi lễ này. Đến dự buổi lễ ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng đón tiếp và kính giới thiệu, ông Thái Văn Lực, Phó Vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Phòng Hình sự Bộ Công an. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Mai Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Hương Quảng Nam, trưởng cơ quan đại diện Báo Công luận phía Nam. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Hữu Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bốc Ốc Hóc Môn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trung Chánh. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Lê Văn Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Phú An Gia. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Lê Văn Giang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trung Phát Land. Về phía tập đoàn, tôi xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt. Cô Phan Thị Ánh Hoàng, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Hiệu trưởng Tập đoàn. Tôi xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Huỳnh Hùng Cường, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Phó Hiệu trưởng Tập đoàn. Tôi xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Phó Hiệu trưởng Tập đoàn. Xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Trần Đình Hợi, Đại tá, Nguyên trưởng phòng đặc công Quân khu 7. Xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Đinh Nhất Linh, Nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục. Xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Lê Hữu Huấn, Chủ tịch Hội đồng Cổ đông. Xin được trân trọng kính giới thiệu cô Nguyễn Thị Bé, Phó Hiệu trưởng Tập đoàn. Xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Cao Văn Phú, thành viên Tập đoàn. Xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Nguyễn Hữu Chơi, thành viên Tập đoàn. Xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Nguyễn Văn Hải, thành viên Tập đoàn. Xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Lê Hữu Quế, thành viên Tập đoàn. Xin được trân trọng kính giới thiệu cô Lê Thị Kiều Hoa, Phó Hiệu trưởng Tiểu học Nam Việt Cơ sở 5. Xin được trân trọng kính giới thiệu cô Phan Thị Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Việt Cơ sở 5. Xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Lê Khê Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Việt Cơ sở 7. Xin được trân trọng kính giới thiệu cô Trần Thị Thanh Thư, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Cỏ Vàng. Và một số cổ đông khác cùng quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các em học sinh đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay xin nhiệt liệt hoan nghênh chung ạ. Quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Lễ tri ân trưởng thành và chúc mừng sinh nhật tuổi 18 cho các em học sinh lớp 12 là một hoạt động truyền thống của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt nhằm tôn vinh công lao to lớn của cha mẹ, thầy cô đã dạy dỗ, nuôi dưỡng các em đến tuổi trưởng thành. Sau đây, đây cũng là nơi để các em nói lời tâm sự, lời chia tay thầy cô, bạn bè mái trường này, nơi đã cho các em rất nhiều kỷ niệm thân thương của một thời đèn sách.
Sau đây, xin trân trọng kính mời cô Phan Thị Ánh Hoàng, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Hiệu trưởng Tập đoàn, đọc diễn văn khai mạc buổi lễ tri ân trưởng thành và tổng kết năm học 2021-2022. Trân trọng kính mời cô. Kính thưa ông Thái Văn Lực, Phó Vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Kính thưa ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Phòng Hình sự Bộ Công an. Kính thưa thầy Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị cổ đông, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Năm học 2021-2022 đã kết thúc, một năm học mà thầy và trò trường Nam Việt đã nỗ lực hết mình, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường, tôi xin tóm tắt báo cáo kết quả năm học như sau. Về đặc điểm tình hình năm học 2021-2022, với nhiều biến động do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, kinh tế của doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng, trong bối cảnh chung của đất nước và trước những thử thách khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn, Ban Giám hiệu, Trường Nam Việt đã năng động, sáng tạo, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa giảng dạy học tập, vừa phòng chống dịch trong suốt học kỳ 1. Với chủ trương dám nghĩ, dám làm, quyết tâm làm được những việc chưa từng có, nhà trường đã thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, đã triển khai giảng dạy, học tập, luyện thi online và hỗ trợ các em học sinh trên các nền tảng học trực tuyến, tổ chức các cuộc thi trực tuyến, tổ chức thành công các hoạt động của nhà trường. Tặng máy tính cho các em học sinh chưa có đủ điều kiện học trực tuyến, tặng xe đạp cho các em thiếu phương tiện đến trường, hỗ trợ cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng do đại dịch COVID. Đó chính là giá trị, là tình thương, là bản lĩnh, tạo nên một Nam Việt trong lòng phụ huynh. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, nhưng Nam Việt vẫn ổn định và phát triển, đã mở thêm và đưa vào hoạt động trường mầm non Hoa Cọ Vàng, nâng tổng số các cơ sở giáo dục của tập đoàn lên 8 cơ sở với hơn 3.000 học sinh. Về công tác giảng dạy, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp quận, ứng dụng công nghệ trong việc soạn giảng bài, qua đó truyền cảm hứng cho các em học sinh trong mọi tiết học, quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học sinh bằng công nghệ số. Các em học sinh đã tham gia thực hành rèn luyện tư duy trước mọi vấn đề. Nhà trường dành nhiều thời gian cho các em trải nghiệm để thành công trong cuộc sống, tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm, theo chủ đề, bằng sự sáng tạo của các em, xây dựng cho các em môi trường học tập tự giác, tự chủ và khả năng làm việc độc lập. Câu lạc bộ tiếng Anh và chương trình tiếng Anh giao tiếp với hơn 20 giáo viên người Anh, Mỹ trực tiếp giảng dạy, đàm thoại giúp các em tự tin trong môn học tiếng Anh để tham gia các kỳ thi Cambridge. Đấu trường Anh ngữ Nam Việt vừa là tạo sân chơi cho các em, vừa giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, vừa giúp các em kỹ năng làm việc nhóm với tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi. Sân chơi đấu trường Anh ngữ 2022 đã kết thúc tốt đẹp, tạo nên sự yêu thích môn tiếng Anh trong lòng các em học sinh. Đối với khối tiểu học, năm học 2021-2022, nhà trường đã tổ chức ôn tập cho các em tham dự các kỳ thi Cambridge. Ở học kỳ 1, tuy phải học trực tuyến nhưng đã có 7 em đạt mức cao nhất là 15 thiên ở các chứng chỉ tiếng Anh. Đặc biệt trong năm học có 162 em tham gia hai kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge.
trong đó kỳ 2 chưa có kết quả, và 100% học sinh lớp 5 tham dự kỳ thi tiếng Anh Cambridge. Và nhà trường cũng đã thông báo tin vui với toàn thể các em học sinh và quý phụ huynh, các kỳ thi Cambridge đã tổ chức trực tiếp tại trường Nam Việt, không chỉ cho học sinh Nam Việt mà cho tất cả các em học sinh ở thành phố đều tham gia. Điều đó đã khẳng định vị thế của Nam Việt về cơ sở vật chất, về thế mạnh của việc tổ chức dạy học môn ngoại ngữ quốc tế. Kính thưa quý vị, từ những nỗ lực thầy và trò và được sự chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn, năm học 2021-2022, nhà trường đã mang về những thành tích rất đáng tự hào. Về phía nhà trường, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể nhà trường và cho cá nhân thầy Nguyễn Đức Quốc, chủ tịch tập đoàn, vì có thành tích xuất sắc trong đồng hành cùng quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu. Tập thể lao động tiên tiến do Giám đốc Sở Giáo dục khen tặng bằng khen thành tích xuất sắc trong đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc Việt Nam do Bộ Tư lệnh Hải quân khen tặng. Hai bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho hai cá nhân, giấy khen tập thể và một cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn tặng. Chi bộ trong sạch vững mạnh, công đoàn vững mạnh xuất sắc, chi đoàn vững mạnh tiêu biểu, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố và năm giáo viên đạt giải giáo viên giỏi cấp quận. Về phía học sinh, một giải nhì, một giải ba môn tiếng Anh cấp thành phố, một giải nhì, một giải ba giải toán máy tính cầm tay, 30 học sinh đạt học sinh ba tốt. Ba học sinh tiêu biểu đạt giải tiềm năng đấu trường toán học cấp quận, ba học sinh được tuyên dương học sinh tiêu biểu cấp quận, và còn rất nhiều thành tích phong trào mà thầy và trò trường Nam Việt đã tham gia và đạt giải. Về hai mặt giáo dục, đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, riêng cấp tiểu học do cơ sở 5 chưa hoàn thành việc thi theo lịch của phòng nên chưa tổng kết. Về học lực giỏi có 800 học sinh, tỷ lệ 46,8%, khá 691 học sinh, tỷ lệ 40,4%, trung bình 219 học sinh, tỷ lệ 12,8%, không có học sinh yếu kém. Về hạnh kiểm tốt 1.628 học sinh, tỷ lệ 95,20%, khá 79 học sinh, tỷ lệ 4,61%, trung bình 3 học sinh, tỷ lệ 0,18%, không có hạnh kiểm yếu. Kính thưa quý vị, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, với những thành tích chúng ta đạt được hôm nay thật đáng tự hào. Thay mặt nhà trường, tôi xin biểu dương những thành tích của các em học sinh. Cảm ơn các em đã nỗ lực phấn đấu, thi đua học tập tốt, mang về những thành tích xuất sắc cho nhà trường. Các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh rất tự hào về các em. Tôi cũng xin cảm ơn quý bậc phụ huynh đã có sự quan tâm sát sao, ủng hộ và đồng hành cùng nhà trường trong suốt thời gian qua, đặc biệt Ban đại diện cha mẹ học sinh đã phát huy tính tích cực phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong việc phối hợp giáo dục con em chúng ta chặt chẽ hơn. Xin cảm ơn quý thầy cô đã đồng hành cùng nhà trường, đã chia sẻ với nhà trường nỗ lực sáng tạo trong học tập để chúng ta đi qua những ngày tháng dịch bệnh một cách an toàn và hiệu quả. Cảm ơn sự đầu tư của quý cổ đông, đặc biệt là người đứng đầu thầy Nguyễn Đức Quốc, chủ tịch tập đoàn, đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất tạo hiện đại để thầy và trò chúng tôi có được môi trường học tập làm việc tiên tiến và chuyên nghiệp. Cảm ơn các anh chị cán bộ nhân viên đã ngày đêm tận tụy với công việc để các em học sinh có môi trường học tập sạch sẽ, có những bữa ăn ngon, có những chuyến xe an toàn.
Xin trân trọng cảm ơn quý lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quý lãnh đạo quận ủy, ủy ban quận 12, quận Tân Phú, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức và quý cơ quan ban ngành tại các địa điểm nhà trường tọa lạc đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Kính thưa quý phụ huynh và các em học sinh, trong cái buổi lễ tổng kết hôm nay, chúng ta còn có một sự kiện quan trọng, đó là lễ tri ân trưởng thành cho học sinh khối 5 và mừng sinh nhật tuổi 18 cho các em học sinh lớp 12. Các em học sinh đã bước sang tuổi 18, lứa tuổi đẹp nhất của một đời người. Buổi lễ tri ân trưởng thành là dịp để các em bày tỏ lòng tri ân chân thành sâu nặng đến các bậc cha mẹ, quý thầy cô giáo. Những điều mà ngày thường các em rất khó bày tỏ sẻ chia đối với người thân yêu, đã bao năm khó khăn, vất vả, nhọc nhằn nuôi dạy mình khôn lớn. Trải qua một thời thơ ấu và 12 năm cấp sách đến trường nhờ công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, nay các em khối 5 đã khôn lớn, bước lên một cấp học mới. Các em lớp 12 đã sang tuổi 18, lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, tuổi của khát vọng vươn cao và khát khao cống hiến. Các em học sinh yêu quý, trước tiên cô có vài lời với các em học sinh khối lớp 5. 5 năm tiểu học trôi qua, đúng không các con? Mới ngày nào khi đến trường, các con còn là những đứa trẻ rụt rè, ngây thơ, đầy bỡ ngỡ, bước chân vào lớp 1, mà bây giờ các con đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và bước đầu bước vào cấp học mới. Với nhiều kiến thức mới đang mở rộng chờ đón các con nghiên cứu và khám phá. Trong 5 năm qua, với tất cả tấm lòng của mình, thầy cô đã cung cấp cho các con đầy đủ kiến thức, trí tuệ, lòng tự tin để bước vào một chân trời mới. Một mùa hè nữa trở về, mỗi học sinh lớp 5 sẽ có nhiều tâm trạng vui buồn khác nhau, xa bạn bè, thầy cô thân yêu, nhưng cũng vẫn sẽ gắn bó với Nam Việt. Chỉ là các con sẽ học cấp cao hơn, cơ sở khác của Nam Việt. Cô mong rằng các con dù đi đâu xa cũng sẽ đến mà nhớ đến mái trường tiểu học Nam Việt thân thương. Các con mãi là những học trò ngoan, ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của thầy cô. Các em học sinh khối 12 yêu quý, hôm nay các em đã lớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 18 năm cuộc đời, 12 năm dưới mái trường, các em mới có dịp lắng động lòng mình, nghĩ về những người thân yêu nhất. Tuổi 18, tuổi của hương thơm trái ngọt, 18 năm với biết bao kỷ niệm của tháng ngày đi học, của bạn bè hồn nhiên trong sáng, của sự chăm lo từ đôi bàn tay trai sạm của cha, từ những nếp hằn sâu trên đuôi mắt mẹ. Ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy tình yêu thương của thầy cô, đã đến lúc các em phải tự bước đi trên đôi chân và con đường mình đã chọn. Sẽ còn đó những chông gai, những khó khăn, những thử thách, nhưng là lúc cánh cửa cuộc đời hé mở đưa các em bước vào đời, rời xa vòng tay che chở của người thân yêu. Cũng chính là lúc các em phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, với gia đình và xã hội. Đây cũng là ngày cuối của cuộc đời học sinh hồn nhiên mộng mơ. Sau giờ phút này, các em không chỉ chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường, mà còn giả biệt tuổi học trò, thần tiên, giả biệt những tháng ngày tươi đẹp, ngây thơ để bước vào đời. Từ nay, các em sẽ đi trên đôi chân mình, chịu trách nhiệm với cuộc đời và hành vi của mình. Các em thân yêu, với tấm lòng thương yêu và trân trọng, cô mong rằng các em, dù trong hoàn cảnh nào, dù được sinh ra trong gia đình giàu sang phú quý hay gia đình khó khăn, thì các em cũng phải có một khoảng trời riêng, phải vững niềm tin vì tương lai của chính mình, của cha mẹ và người thân. Dù có rất thương em đến đâu cũng không thể học thay các em, cũng không thể theo các em đến suốt cuộc đời để bảo bọc, che chở cho các em được. Các em hãy tìm cho mình những tri thức mới, một nhân cách
đáng quý của tuổi trẻ để cuộc đời được xã hội trân trọng. Còn rất nhiều mảnh đời kém may mắn lắm, nhưng họ vẫn vượt qua số phận. Cô mong tất cả các em hãy bình an, hạnh phúc và thành đạt. Cha mẹ, người thân và thầy cô trường Nam Việt luôn chờ đón các em với tất cả tình thương và trân trọng. Tương lai luôn chào đón các em, song tương lai cũng luôn là con đường treo leo và hiểm trở. Nghị lực sẽ giúp các em vượt qua, sẽ là người chiến thắng. Đó là những tình cảm mà cô muốn nhắn nhủ gửi đến các em học sinh khối 12. Kính thưa quý vị đại biểu và các em học sinh, trước khi dứt lời, tôi xin thông báo lịch hoạt động hè của trường Nam Việt như sau. Hôm nay ngày 31 tháng 5, tổng kết năm học lễ tri ân trưởng thành cho học sinh lớp 5 lên khối 6 và mừng sinh nhật tuổi 18 cho học sinh khối 12. Sau đó các em từ lớp 6 đến lớp 11 sẽ được nghỉ hè. Riêng học sinh khối 12 sẽ tiếp tục ôn tập cho đến ngày thi tốt nghiệp ngày 6, ngày 7 và ngày 8. Ngày 13 tháng 6, tất cả học sinh sẽ tập trung sinh hoạt hè đến ngày 23 tháng 7, 2022. Ngày 1 và 2 tháng 8, tập trung học sinh ổn định học nội quy. Và ngày 3 tháng 8, chúng ta bắt đầu vào chương trình năm học mới 2022-2023. Cuối cùng, thay mặt Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Nam Việt, kính chúc quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô, cán bộ nhân viên cùng toàn thể các em có một mùa hè thật ấm áp bên gia đình và người thân. Trân trọng kính chào. Xin trân trọng cảm ơn cô Phan Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn khai mạc buổi lễ tri ân trưởng thành và tổng kết năm học 2021-2022. Và sau đây xin được trân trọng kính mời thầy Huỳnh Hùng Cường sẽ lên đánh tiếng trống bế giảng năm học 2021-2022. Trân trọng kính mời thầy. Các em học sinh khối 12 chúng ta đứng dậy để cùng chứng kiến giây phút này ạ. Xin trân trọng kính mời. Tiếng trống bế giảng năm học 2021-2022 của trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Nam Việt đang vang lên như một lời chào tạm biệt năm học đã qua với nhiều khó khăn thử thách, nhưng đã thành công tốt đẹp nhờ sự cố gắng phấn đấu hết mình của thầy và trò trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Nam Việt. Tiếng trống hào hùng như một lời hứa hẹn và cố gắng cho năm học mới 2022-2023 nhiều thành công hơn nữa. Vừa nghe lời phát biểu của cô hiệu trưởng và tiếng trống bế giảng năm học 2021-2022, đó sẽ là âm thanh mà sau này các bạn học sinh khối 12 sẽ không còn nghe lại nữa. Và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ luôn nhớ về âm thanh ấy như một hồi ức tốt đẹp của tuổi học trò. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, để nói lên tâm tư cũng như lòng biết ơn sâu sắc các em học sinh khối lớp 5 gửi đến quý thầy cô. Sau đây thân mời em Nguyễn Hoàng Minh Khang, lớp 5 cơ sở 7 sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay. Thân mời em. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng tất cả các bạn học sinh thân mến, con tên là Nguyễn Hoàng Minh Khang, học sinh lớp 5A1. Hôm nay con rất vinh dự thay mặt toàn thể các bạn học sinh lớp 5 năm học 2021-2022 được bày tỏ cảm xúc của mình sau những năm tháng được học dưới mái trường Nam Việt thân yêu. Lời đầu tiên, con xin được kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý ba mẹ cùng với các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
mùa hè đã đến. Đây là mùa hè đặc biệt đối với những cô bé, cậu bé, học sinh lớp 5 chúng con. Đây là mùa hè cuối cùng chúng con được khoác trên mình bộ đồng phục bậc tiểu học Nam Việt, được là thể hiện đàn em trong ngôi trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt thân yêu, thế hệ đàn em. Hôm nay đứng ở đây, con vô cùng ngỡ ngàng và tràn đầy hạnh phúc. Sao 5 năm học lại trôi nhanh đến thế? Con không dám tin vào hiện tại. Bây giờ mình đã là cô cậu học trò hoàn thành chương trình cấp tiểu học và phải nói lời chia tay với những người bạn thân yêu, phải xa thầy cô giáo đã vất vả ngày đêm để chúng con khôn lớn. Làm sao quên được ngày đầu tiên bước đến trường, chúng con còn là những đứa trẻ rụt rè, ngây thơ. Thầy giáo, cô giáo đã đến gần chúng con với ánh mắt ấm áp, bàn tay dịu dàng, giọng nói trìu mến, thân thương đã làm cho chúng con tự tin bước vào trường. Con sẽ nhớ lắm, nhớ cái góc sân rộn rã tiếng cười, nhớ những cái nhìn tinh nghịch, nhớ dáng thầy cô quá đỗi thân thương. Thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của chúng con, là người luôn tận tình dìu dắt, dạy bảo cho chúng con. Để đến bất cứ nơi nào, chúng con luôn tự hào là học sinh trường tiểu học Nam Việt. Không phải vì thế mà tất cả chúng con thực hiện tốt các nhiệm vụ của người học sinh. Không ít lần chúng con đã vô tình làm cho thầy cô, cha mẹ buồn phiền. Bây giờ nhìn lại, chúng con thấy thật có lỗi, chúng con xin cảm ơn mỗi buổi sớm mai thầy cô đến sớm đón chào chúng con từ cổng trường với nụ cười tươi và tấm lòng rộng mở. Chúng con cảm ơn sự ân cần chu đáo của thầy cô trong từng bữa sáng, bữa trưa hay bữa xế, và cả giờ giấc ngủ của những cô cậu học trò còn mãi mãi ham chơi. Chúng con xin cảm ơn những cái ôm ấm áp chia tay sau mỗi ngày học để trở về với gia đình. Chúng con cảm ơn 2 năm qua thầy cô phải làm việc gấp rất nhiều lần để giúp chúng con hoàn thành chương trình học và thi trong điều kiện dịch bệnh phải học trực tuyến. Đặc biệt, chúng con vẫn được tham gia nhiều kỳ thi như tiếng Anh Cambridge, đấu trường toán học, ngày hội khoa học, kỹ thuật và sáng tạo. Và đặc biệt, chúng con xin được gửi lời cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ cho chúng con một cuộc đời tươi đẹp này. Các bạn lớp 5 thân mến, có lẽ đây là một mùa hè rất bình thường với bao người, nhưng đối với những người chúng ta lại là một mùa hè đáng nhớ nhất. Vì sau mùa hè này, chúng ta sẽ bước sang một trang mới, bước vào một bậc học mới với bao nhiêu điều mới lạ. Và mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã đoàn kết với tạo nên một tập thể đáng yêu, đáng nhớ ngày hôm nay. Những giận hờn mong chúng ta để lại chỉ mang trong mình những thương, yêu thương và niềm vui. Và điều mình mong nhất là chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau, lớp 6 của mấy trường Nam Việt thân yêu này. Nói bao nhiêu cũng không hết được những cảm xúc trong ngày hôm nay. Một lần nữa, con xin thay mặt các bạn kính chúc quý đại biểu, quý thầy cô giáo, quý ba mẹ dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thành công trong công tác. Chúc các anh chị lớp 12 sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan để xứng đáng là học sinh trường Nam Việt thân yêu. Em xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn bài phát biểu hết sức tình cảm của em Nguyễn Hoàng Minh Khang, lớp 5 cơ sở 7. Để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh cùng hướng mắt về sân khấu để xem những hình ảnh của lễ ra trường lớp 5 vào lớp 6 ngay tại sân khấu này.
lời thầy cô quen luôn ghi trong tim, mai khắc ghi bao công ơn của thầy. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến, trường Nam Việt của chúng ta năm học 2021-2022 gồm 3 lớp tại các cơ sở 5 và cơ sở 7. Tuy thời gian không nhiều, nhưng các em học sinh khối lớp 5 cũng đã cố gắng tập luyện những tiết mục văn nghệ để gửi đến cha mẹ, thầy cô, quý vị đại biểu nơi đây như một lời tri ân, một lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã có công lao dạy dỗ mình. Xin mời quý vị cùng đón xem. Tiết mục đầu tiên là tiết mục khối tiểu học cơ sở 5. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn tiết mục hết sức dễ thương vừa rồi của các em học sinh khối tiểu học cơ sở 5. Và liên tục chương trình là tiết mục nhảy của khối lớp 5 cơ sở 7. Tiết mục thật dễ thương, đáng yêu của các em học sinh khối lớp 5 cơ sở 7 rất nhiều. Và tiết mục văn nghệ vừa rồi đã khép lại phần lễ ra trường lớp 5 và lớp 6. Và ngay sau đây sẽ là phần tri ân trưởng thành của các em học sinh khối 12
Khối 12 của chúng ta gồm 14 lớp, tuy thời gian không có nhiều, nhưng các bạn học sinh khối 12 cũng đã cố gắng tập luyện những tiết mục văn nghệ để gửi đến cha mẹ, thầy cô, quý vị đại biểu nơi đây như một lời tri ân, một lời cảm ơn sâu sắc đến đấng sinh thành những người đã có công dạy dỗ mình. Và mở đầu sẽ là tiết mục Ước mơ của mẹ đến từ các em học sinh khối 12 cơ sở 1. Việc là sự hiện diện của ba mẹ trong buổi tri ân trưởng thành ngày hôm nay, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc với đại sinh thành, và muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn học sinh rằng hãy luôn hoàn thành thật tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là món quà quý giá nhất để gửi đến ba mẹ. Con cảm ơn và yêu ba mẹ rất nhiều. Mẹ chẳng bao giờ đưa con của mẹ ngày ấy, vừa chớp mắt vài giây con đã lớn lên như thế này. Giờ con đã đứng ngay trước mẹ đây và con chứng minh cho mẹ thấy, giờ con đã lớn khôn, mẹ vui lòng, mẹ vui thank you.
cảm ơn tiết mục Ước mơ của mẹ thật sâu lắng, thật cảm động đến từ các em học sinh khối lớp 12 cơ sở 1. Và liên tục chương trình sẽ là tiết mục Chẳng còn những ngày ấy đến từ khối học sinh lớp 12 cơ sở 2. Chẳng yêu vì tình yêu ấy, giờ chỉ xin hỏi rằng được nói hết những.
Vâng, xin cảm ơn tiết mục thật ý nghĩa Chẳng Còn Những Ngày Ấy đến từ các bạn học sinh khối lớp 12 cơ sở 2. Và tiếp tục sẽ là tiết mục Chia Tay Mái Trường đến từ các bạn học sinh khối 12 cơ sở 4. Chia Tay Mái Trường đến từ các bạn học sinh khối lớp 12 cơ sở 4. Và liên tục chương trình sẽ là tiết mục Thanh Xuân đến từ khối học sinh lớp 12 cơ sở 6. Thank you.
cái ta thất sự cũng như thường nhiều. Thâu thanh xuân ngày nào bóng dân trở lại, em soi gương thời duyên chẳng còn thấy đâu những vết đôi môi. Mất một chuyện hay sinh và chờ em qua. Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm qua. Khi mà ba lo toan bộn bề vẫn đang ở nơi xa. Khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc. Khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong. Đời vẫn mênh mông chúng ta ung dung bước. Và tất cả những ngày mơ ở phía trước chẳng cách xa. Và chỉ có đôi ta. Những ngày chỉ có đôi ta. Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu, những lo lo cứ thế ngừng qua tay. Ta thân lần đôi người về những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Thời gian cứ thế nhẹ trôi, dẫu em vài lần lên tiếng mà lên kêu những mộng mơ. Nếu anh còn sâu hơn em, anh vẫn sẽ đưa tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn sẽ đạp xe theo em Uber như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắng bên cạnh khi những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngày vụt bao nhiêu điều tích nuối. Nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối. Cùng biết nơi chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes I love everybody. Bình yên ghé thăm chiều nay. Tuổi thanh xuân tô trời mây. Một tia nắng anh nhẹ mang vào trong lá thư tay. Từng bơ ngỡ trao về nhau, giọt nước mắt đôi tay khẽ lầu. Cho vụn về trao ta những lần đầu. Gắn bó anh em tiền giang nè, nhảy b-boy chạy xô đám cưới tập ngoài công viên và đồ second hand khu lao động đó. Nhưng nghe bài tiếng lộng gió tiếng đồng lúa phát ra từ giọng nó. Cảm ơn vì tôi trân trọng nó, chia cùng ôm một giấc mộng khó nữa giờ. Và mày cầm cứng tay lấy cả trăm cót cứ cho mày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Nên ấy chưa dịp tay ngộ còn nhớ là quý OTD for life như đứa con sứ ruộng thẳng cánh cò bay vượt cùng ải khó trò hay chung tay bay là hướng đò ngay giờ. Ây con tên này là bạn hiền, là đồng minh ở bên cạnh dù cạn tiền, là lòng tin cho tâm hồn mình lên tiếng nên hiến với đam mê không nên tiếc. Nên biết trước khi thời gian dập tắt ý chí nó như là thanh xuân bằng cặp mắt quyến luyến cái đắp tay không phân biệt chiến tuyến. Ta luôn biết nhận sai và lắng nghe lời chỉ điểm.
được như vậy cũng chẳng có gì mà thay đổi. Khi mà dòng thư tay gửi tặng thầy vẫn còn đang in trên mặt giấy, đồng lại là những cảm xúc ta gửi qua trong mưa. Rồi một ngày mình gặp lại, nhưng ta có còn giống như xưa. Thời gian trôi qua thấm thoát thôi đưa, ta vẫn chạy theo những cảm xúc dương chìm vào cơn mưa. Rồi một ngày mới sẽ đến, tuổi thanh xuân đã qua, nhìn vào bầu trời ký ức cũng chẳng còn chúng ta. Trần đầy trái tim hậu cho nhớ nhớ những ân tình người thầy đã luôn trao về con, nhớ nhớ những thân này mà trái tim không thể quên, nhớ nhớ những nụ cười cùng bạn cất lên bao mong muốn, nhớ nhớ là áo trắng nhớ rồi của các em học sinh khối lớp 12 cơ sở 6. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến, sinh nhật tuổi 18 là cột mốc quan trọng, là độ tuổi đẹp nhất. Các bạn sẽ bước vào đời với hành trang mình đã có. Các bạn sẽ chịu trách nhiệm về bản thân, về những việc mà mình đã làm. Và sau đây sẽ là phần cắt bánh kem để chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của các em học sinh khối 12. Ngày hôm nay ta cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday to you. Hòa vào niềm vui ấy, sau đây tôi xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Đức Quốc, cô Phan Thị Ánh Hoàng, thầy Nguyễn Văn Hùng, thầy Huỳnh Hùng Cường sẽ cùng tiến lên sân khấu để chúc mừng sinh nhật tuổi 18 và xác nhận tuổi trưởng thành các em học sinh khối 12 niên khóa 2019-2022. Xin trân trọng kính mời. Và toàn bộ học sinh chúng ta đứng dậy rồi chúng ta cùng vỗ tay theo bài hát chúc mừng sinh nhật rồi. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Ngày hôm nay ta cùng họp mặt nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sau khi chúng ta vừa chứng kiến khoảnh khắc chào đón tuổi mới của mình, đây là khoảng thời gian các bạn học sinh của chúng ta sẽ mang những đĩa bánh thân tình như một lời cảm ơn gửi đến quý thầy cô cha mẹ của mình.
xin được trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Đức Quốc, cô Phan Thị Anh Hoàng, thầy Huỳnh Hùng Cường và thầy Nguyễn Văn Hùng cùng các em học sinh rất nhiều. Chúng ta vừa thấy được khoảnh khắc trưởng thành của các em học sinh tuổi 18. Chúc mừng những người cha, người mẹ đã nuôi dưỡng những người con của mình đến tuổi trưởng thành. Chúc mừng quý thầy cô đã cùng bước với các em trong niên khóa 2019-2022 này. Vì thế, công ơn cha mẹ, công ơn thầy cô không thể nào quên được. Thế gian này có tình yêu nào thiêng liêng và bao la bằng tình yêu của cha mẹ dành cho con? Có công ơn nào to lớn hơn công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đối với con? Cuộc sống của con là do cha mẹ ban cho, cuộc sống trên thế gian này cũng được ba mẹ ban cho. Trước những cảm xúc ấy, cha mẹ các em học sinh cũng sẽ có những món quà cũng như những lời nhắn nhủ gửi đến con em của mình. Sau đây xin được trân trọng kính mời ông Huỳnh Hoàng Kỳ sẽ đại diện cho quý phụ huynh có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa thầy Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, Ban giám hiệu, cùng quý thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các cháu học sinh thân mến. Lời đầu tiên, cho phép tôi được đại diện cho các bậc phụ huynh gửi lời kính chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị đã có mặt tham dự trong buổi lễ tổng kết năm học và lễ tri ân trưởng thành ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu và quý thầy cô giáo, là cha, là mẹ, khó có từ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc mừng vui, tự hào khi thấy con mình ngày càng lớn khôn. Trong thời gian cho các cháu theo học tại trường, chúng tôi luôn ủng hộ con đường riêng mà nhà trường đã định hướng cho học trò của mình. Đó không chỉ là học kiến thức, mà còn học phương pháp tư duy và kỹ năng sống, cách cư xử của con với cha mẹ, ông bà, với hàng xóm đã khác xưa, đã ngoan hơn nhiều. Con cái chúng tôi đã biết tự lo cho mình, biết quan tâm tới cha mẹ, anh hay chị, biết chăm lo đến cửa nhà. Tất cả đều là những điều mà từ trước tới giờ chưa từng thấy ở con. Sự trưởng thành của các con hôm nay về trí tuệ, đạo đức, nhân cách chính là nhờ tâm huyết dạy dỗ, rèn luyện từng ngày của quý thầy cô. Cho phép tôi được đại diện cho các bậc phụ huynh gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới những người cha, người mẹ thứ hai của con mình, đó chính là quý thầy cô giáo. Các cháu học sinh yêu quý, những năm học dài trôi qua, chắc hẳn trong lễ tổng kết cuối cùng dưới mái trường này, các con đều có rất nhiều điều muốn nói. Hãy ghi vào lòng mình những cảm xúc của ngày hôm nay. Hãy thấu hiểu công ơn dạy dỗ của thầy cô và nghĩa sinh thành của các bậc cha mẹ. Để ngày mai, các con sẽ làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ đất nước. Sự trưởng thành của các con không chỉ thể hiện qua buổi lễ này. Cái đánh dấu sự trưởng thành chính là mỗi học sinh sự nỗ lực học tập để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới, để nhận thức và cách cư xử của các con trong cuộc sống sau này. Bác mong các con luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được là thành viên của đại gia đình trong ngôi trường nhỏ bé nhưng đầy yêu thương này. Các con hãy tin rằng thầy cô và cha mẹ luôn sát cánh cùng các con trên con đường chinh phục tri thức, rèn đức, luyện tài, thực hiện ước mơ. Thưa các vị phụ huynh, chắc hẳn các bậc phụ huynh cũng như tôi cũng luôn tin tưởng và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với nhà trường để cho các con thực sự có nền tảng vững chắc cho tương lai của mình khi các con theo học ngôi trường này.
Kính thưa quý thầy cô, các quý phụ huynh và các cháu học sinh, một lần nữa cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân tới quý thầy cô và cán bộ nhân viên nhà trường. Kính chúc quý thầy cô và nhân viên nhà trường sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý của mình. Chúc mừng ngày phát triển, chúc nhà trường ngày càng phát triển và đào tạo được nhiều thế hệ học trò trưởng thành, giỏi giang. Chúc các cháu học sinh thành công trong kỳ thi sắp tới. Chúc các cháu có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, bổ ích và chúc các bậc phụ huynh mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Hàng Kỳ sẽ nán lại sân khấu và thay mặt nhà trường độc đoàn cũng xin cảm ơn ông. Chúc gia đình ông luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. Và đến với buổi lễ ngày hôm nay cũng được trân trọng xin mời ông Huỳnh Hoàng Kỳ sẽ có một món quà để gửi tặng cho quý vị đại biểu và các em học sinh nơi đây được không ạ? Trân trọng kính mời ông ạ. Cảm ơn thầy. Và để góp vui cho tiết mục văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các cháu học sinh sẽ cùng đến với một ca khúc mà tác giả khi ông viết ca khúc này khi ông vừa tròn 20 tuổi. Vâng. Ca khúc Thu Hát Cho Người, một sáng tác của Vũ Đức Sao Biển. Bên đồi xin trái chín,
lụa vàng lên biên biên bóng chiều rơi. Nhạc hoài mong tôi hát vì xa người. Thu hát cho người, thu hát cho người. Người yêu xin cảm ơn ca khúc vừa rồi. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến, cha ông ta đã có dạy: cây có cội, sông có nguồn, mọi chúng ta sở dĩ có được như ngày hôm nay đều bắt đầu từ công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Vì vậy, trong buổi lễ ngày hôm nay, các em sẽ có đôi lời chia sẻ cũng như dành tặng những món quà cho cha mẹ, quý thầy cô. Đây sẽ là những điều ý nghĩa với quý phụ huynh, quý thầy cô, là dấu ấn về sự trưởng thành của các em học sinh. Để bày tỏ tấm lòng ấy, sau đây trân trọng thân mời em Vương Bảo Ngọc, lớp 12A5 cơ sở 2 sẽ có đôi lời phát biểu. Thân mời em. Kính thưa quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, kính thưa thầy cô giáo kính mến, thưa các bạn học sinh thân yêu. Hôm nay em rất vinh dự được đứng đây dưới mái trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt thân yêu, đại diện cho tất cả các bạn học sinh khối 12, niên khóa 2019-2022 để bày tỏ cảm xúc trong giờ phút thiêng liêng này. Thưa quý thầy cô kính mến của chúng em, mùa hoa phượng đỏ cuối cùng của thời học trò đã đến. Cách đây 3 năm, khi lần đầu tiên bước chân vào cánh cửa của trường Nam Việt, em không hề nghĩ sẽ có ngày nghẹn ngào nói lời chia tay với mái trường thân yêu. Ký ức về những ngày đầu tiên em bỡ ngỡ vào lớp 10 là cùng mẹ đăng ký nhập học, mua ba lô và đồng phục của trường. Lần đầu tiên hào hứng khoác lên mình bộ áo dài trắng, thướt tha, duyên dáng. Tất cả như in sâu vào trong tâm trí em. Và rồi, khoảnh khắc em bước đến trường những lớp, những cô, tất cả ký ức chợt ùa về với em như một phước phim vai chậm, bồi hồi và xao xuyến. Trong 3 năm qua, chúng em đã được hưởng trọn niềm vui, sự yêu thương, chăm sóc của thầy cô dưới mái nhà chung thân thương này. Ở đây, các thầy cô luôn là những người dẫn dắt và đồng hành cùng chúng em trên con đường lĩnh hội tri thức. Không chỉ vậy mà còn dạy cho chúng em cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận một cuộc sống đúng đắn. Thầy cô đã cho chúng em thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Chúng em được nhìn cuộc sống này bằng một cách muôn màu. Dạy dỗ, quan tâm chúng em từng bữa ăn, giấc ngủ. Thầy cô như là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Tận sâu trong đáy lòng, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến quý thầy cô, những người lái đò miệt mài sớm trưa, vượt sóng gió đưa bao dòng lữ khách. Chúng em cũng cúi đầu, xin thầy cô tha thứ cho những phút giây bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ đã khiến thầy cô phải buồn lòng. Kính thưa quý bậc phụ huynh kính mến, suốt 18 năm nuôi chúng con ăn học, cha mẹ phải chịu khổ nhiều lắm. Dù có bao nhiêu thứ phải lo toan, gánh vác, nhưng vẫn dành thời gian để nuôi dạy và chăm sóc chúng con từng miếng ăn, giấc ngủ. Có đôi khi ba mẹ nặng lời khuyên răn chúng con, nhưng thực chất đó chỉ là điều xuất phát từ tình yêu thương, sự quan tâm, lo lắng cùng niềm hy vọng, mong muốn chúng con được trưởng thành. Con hiểu thưa ba mẹ, nhưng chúng con còn nôi dại, không thổ lộ cùng ba mẹ được. Ba mẹ hãy tha lỗi cho chúng con. Cha mẹ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng con, là người cho đi tất cả nhưng không bao giờ đòi hỏi phải được nhận lại. Có lẽ bây giờ chúng con còn quá vô tư, bồng bột và non nớt để hiểu thấu hết sự vất vả hằn lên đôi vai hao gầy, cùng chiếc áo sờn vai đã thấm đậm mồ hôi. Và chúng con biết, cho dù chúng con có ra đi thì khi quay đầu lại vẫn có vòng tay của ba mẹ. Chúng con trong ba mẹ vẫn mãi là một đứa trẻ thơ.
Dù vậy, chúng con vẫn xin gửi đến ba mẹ một lời tri ân, cảm ơn chân thành và một lời xin lỗi sâu sắc nhất. Trước khi chúng con rời xa vòng tay yêu thương, bảo bọc của cha mẹ để bước đến cánh cửa tương lai đang chờ chúng con phía trước. Và ngay lúc này đây, ba mẹ ơi, con xin được cảm ơn ba mẹ vì đã sinh con ra và cho con một cuộc đời, cho con biết thế nào là hạnh phúc. Con biết ơn ba mẹ nhiều lắm. Các em lớp 10 và lớp 11 thân mến, anh chị cũng như các em từng chứng kiến hai mùa nắng hạ và cả mùa chia tay đầy nước mắt của những khóa trước. Nhưng khi là cuộc người trong cuộc, thật khó để nói nên lời. Cảm ơn các em vì đã đến, để cho chúng ta khoảng thời gian thật đẹp để cùng nhau học tập, phấn đấu và chơi đùa dưới mái trường thân yêu này. Và anh chị cũng xin chúc các em ở lại sẽ có thật nhiều niềm vui dưới mái trường Nam Việt, đạt được nhiều thành quả như các em mong đợi. Mong sao các em sẽ cố gắng rèn luyện đạo đức, học tập thật tốt để mang lại vinh quang cho trường của chúng ta, viết tiếp trang sử hào hùng của các thế hệ trước. Và đừng quên yêu thương, sẻ chia và cảm thông, thấu hiểu thật nhiều cho thầy cô nhé. Cuối cùng, các bạn lớp 12 thân yêu, các bạn và tôi trải nhau cùng qua ba mùa phượng đỏ, để rồi có thật nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có những cảnh giọt nước mắt và những tiếng cười. Thời gian này có lẽ sẽ khó khăn đối với mọi người, nhưng bạn ơi, biết làm sao đây khi chúng ta không thể tắt nắng đi và cũng không thể buộc gió lại. Các bạn còn nhớ những lần giận dỗi những chuyện cỏn con, rồi làm lành một cách thật đơn giản. Rồi giờ ra chơi, khi chuông chưa kịp reo đã trốn thầy chạy thật nhanh vào căng tin. Hay là những lần đi học trễ bị thầy chủ nhiệm cho viết kiểm điểm nhiều lần, nhiều đến nỗi mà chưa đầy cả 3 phút đã viết xong và thành thạo như một thói quen. Và bạn ơi, chỉ một chút nữa thôi, chúng ta đã mang cho mình một cái tên mới, cụ học sinh. Và tất cả các kỷ niệm cùng với nhau đã đến lúc chúng ta phải cất lại để đón chờ những điều quan trọng sắp tới. Trước mắt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đang đến rất gần. Và tôi xin chúc các bạn năm lớp 12 sẽ có một kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp và tương lai. Tuy rằng hôm nay phải xa mái trường Nam Việt thân yêu, nhưng những kỷ niệm tươi đẹp về một thời áo trắng với ngôi nhà đồng ấm mang tên Nam Việt sẽ ghi dấu mãi trong tâm trí của chúng ta theo quãng đời còn lại. Kính thưa quý thầy cô, chúng em xin hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu thật tốt, yêu thương thật nhiều, xứng đáng với truyền thống của trường, với niềm tin và thầy cô, ba mẹ trao gửi. Thầy cô, đến khi chúng em vụt ngã, lạc lối, thầy cô ra đi khi chúng em chạm đến thành công. Dù chúng em có là ai, ở đâu và làm gì đi chăng nữa, thì chúng em vẫn mãi là người học trò của thầy cô. Xin gửi đến quý thầy cô, cha mẹ lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất của chúng em. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy sẽ là những hình ảnh hết sức quan trọng, là phần tặng huy chương lưu niệm của một thời áo trắng đến trường. Những chiếc huy chương này là món quà tinh thần sẽ theo các em trên mọi nẻo đường. Và tôi hy vọng rằng nó như một kỷ vật với các bạn học sinh khối lớp 5 và khối lớp 12 của chúng ta. Và xin mời tất cả các bạn học sinh khối lớp 5, khối lớp 12, chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận huân chương lưu niệm của mình. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Đức Quốc, cô Phan Thị Ánh Hoàng, thầy Huỳnh Hùng Cường, thầy Nguyễn Văn Hùng cùng tiến lên sân khấu trao huân chương lưu niệm cho các em học sinh khối lớp 5 và lớp 12. Các em học sinh khối lớp 5 di chuyển trước. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới một vì sao. Đường vinh quang đi qua một ngàn sóng gió,
mặt trời rực sáng trên cao vời, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên vai những người chiến thắng. Khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã luôn cùng nhau vai vai, để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Xin nhắc lại các bạn học sinh khối 12 chúng ta chuẩn bị. Thank you.
tim ta đã luôn luôn cùng nhau vai trên vai, những vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Hiên ngang đầu ngẩng cao
Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, trong thời gian học tập nơi đây, chúng ta không thể không nhắc đến quý thầy cô quản nhiệm, những người luôn kề vai sát cánh với các bạn học sinh khối lớp 5 và khối lớp 12 trong chặng đường học tập của mình. Và giờ phút này, các bạn học sinh sẽ trao tặng những món quà, những bông hoa tươi thắm đến quý thầy cô quản nhiệm của mình. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời thầy Lê Khải Bình, thầy Đàm Xuân Chiến và giáo viên quản nhiệm lớp 5 cơ sở 7 lên sân khấu để nhận những tấm lòng của các em học sinh dành tặng cho mình. Xin được trân trọng kính mời. Ngày trôi qua ngày, ra quanh ta dường như biết bao điều đổi thay. Sao thời gian trôi thật mau để giờ đây tôi. Mời hai cô giáo viên quản nhiệm lớp 5 cơ sở 7 cùng lên sân khấu để đón nhận những tình cảm các em học sinh dành tặng cho mình. Rồi và bây giờ các em học sinh, các em có thể tiến lên sân khấu để dành tặng những bó hoa, những món quà dành tặng cho thầy cô của mình. Các em di chuyển. Dẫu ngày sau đi về đâu, nhưng lòng này tôi thầm muốn nói, tận đây con tim chân thành vẫn muốn được hát lên. Cảm ơn mẹ và ba, cảm ơn một gia đình đã cho niềm hạnh phúc ấm em không những lo toan. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời giáo viên quản nhiệm lớp 12 cơ sở 1 và cơ sở 2 chuẩn bị lên sân khấu để đón nhận tình cảm của các em học sinh dành tặng cho mình. Và sau đợt giáo viên quản nhiệm lớp 12 cơ sở 1 và cơ sở 2 sẽ là giáo viên quản nhiệm lớp 12 cơ sở 4 và cơ sở 6. Và quý thầy cô chúng ta chuẩn bị ạ. Để chúc mừng thầy cô. Dẫu ngày sau đi về đâu, nhưng lòng này tôi thầm muốn nói, từ đây con tìm chân. Cảm ơn thầy cô và các em học sinh khối lớp 5. Cảm ơn bạn bè tôi. Tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời giáo viên quản nhiệm lớp 12 cơ sở 1 và giáo viên quản nhiệm lớp 12 cơ sở 2 lên đón nhận những tình cảm của các em học sinh dành tặng cho mình. Trân trọng kính mời thầy cô. Thật hạnh phúc với những gì cuộc đời đã cho tôi, niềm vui nỗi buồn. Và các em học sinh khối 12 cơ sở 1 và cơ sở 2 ngay bây giờ có thể tiến lên sân khấu để dành tặng những món bó hoa, những món quà gửi đến thầy cô của mình. Dẫu ngày sau đi về đâu, các em lên sân khấu. Này tôi thầm muốn nói, từ đây con tim chân thành vẫn muốn được hát lên. Cảm ơn mẹ và ba, cảm ơn một gia đình đã cho niềm hạnh phúc ấm em không những lo toan. Cảm ơn người dạy dỗ, cảm ơn người sinh thành để bây giờ khôn lớn bước qua bao đắng cay cuộc đời. Niềm vui nỗi buồn sẽ mãi mãi. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những hình ảnh tri ân rất đẹp trên sân khấu mà các em học sinh đã dành tặng cho thầy cô của mình. Và tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời giáo viên quản nhiệm lớp 12 cơ sở 4 và giáo viên quản nhiệm lớp 12 cơ sở 6 lên sân khấu để đón nhận những tình cảm của các em học sinh dành tặng cho mình. Trân trọng kính mời quý thầy cô. Cảm ơn người dân. Cảm ơn quý thầy cô cơ sở 1 và cơ sở 2 cùng các em học sinh. Mời các em học sinh về vị trí của mình.
Và xin trân trọng kính mời giáo viên quản nhiệm lớp 12 cơ sở 4 và lớp 12 cơ sở 6 cùng lên sân khấu để đón nhận những tình cảm của các em học sinh dành tặng cho mình. Và ngay bây giờ, các em học sinh khối lớp 12, các em hãy lên sân khấu để dành tặng những bó hoa, những món quà gửi đến thầy cô của mình. Các em học sinh khối 12 cơ sở 4 và các em học sinh khối 12 cơ sở 6, các em nhanh chóng di chuyển lên sân khấu đi ạ. Và sau đợt tri ân này cũng xin kính mời giáo viên bộ môn lớp 12 cùng xin tiến lên sân khấu để nhận những tình cảm của các bạn học sinh dành tặng cho mình ạ. Xin nhắc lại, sau đợt tri ân của lớp 12 cơ sở 4 và cơ sở 6, xin trân trọng kính mời quý thầy cô giáo viên bộ môn giảng dạy lớp 12 cũng sẽ tiến lên sân khấu để nhận những tình cảm của các học sinh dành tặng cho mình và quý thầy cô chuẩn bị ạ. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những hình ảnh tri ân rất đẹp trên sân khấu. Cảm ơn quý thầy cô giáo viên quản nhiệm cơ sở 4 và giáo viên quản nhiệm khối 12 cơ sở 6. Mời quý thầy cô và các em học sinh về vị trí. Tiếp theo xin mời quý thầy cô giáo viên bộ môn lớp 12 sẽ cùng tiến lên sân khấu để đón nhận những tình cảm mà các em học sinh dành tặng cho mình. Xin trân trọng kính mời quý thầy cô. Một lần nữa xin trân trọng kính mời quý thầy cô giáo viên bộ môn lớp 12 ở tất cả các cơ sở cùng tiến lên sân khấu để đón nhận những tình cảm các em học sinh dành tặng cho mình. Mời quý thầy cô. Bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Một lần nữa xin kính mời quý thầy cô giáo bộ môn dạy lớp 12 các cơ sở, chúng ta nhanh chóng tiến lên sân khấu để nhận những cái tấm lòng của các em học sinh. Xin trân trọng kính mời. Và các em học sinh khối 12 của tất cả các cơ sở, giờ đây các em có thể mang những bó hoa, những món quà để gửi tặng cho giáo viên bộ môn đã giảng dạy cho mình trong suốt những năm học vừa qua. Mời các em di chuyển lên sân khấu để tặng hoa cho quý thầy cô của mình. Trong tay những yêu thương nồng say khi bên nhau làm sao giữ vui. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hình ảnh tri ân rất đẹp trên sân khấu mà các em học sinh đã dành tặng cho thầy cô của mình. Buồn lo tan đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mơ. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hình ảnh giây phút mà các bạn học sinh sẽ thể hiện tấm lòng của mình đối với người đã sinh thành dạy dỗ mình bằng những món quà ý nghĩa mang niềm hạnh phúc. Mời các em học sinh dành tặng những món quà, những đóa hoa của mình dành tặng cho cha mẹ. Và ngay bây giờ các bạn học sinh khối 12, chúng ta sẽ dành tặng những món quà của mình đến quý phụ huynh này, đến quý bậc cha mẹ, quý nấng sinh thành của mình ạ. Mãi mãi trong tôi những ngay bây giờ các em học sinh khối 12 có thể đến vị trí phụ huynh của mình, đến vị trí ba mẹ của mình để gửi tặng những bó hoa, những món quà đến ba mẹ mình.
mãi mãi trong tôi những kỷ niệm khó phai. Những giây phút rất là lắng động, tôi có em học sinh có lớp 12 đến bên cạnh cha mẹ của mình để nói lời cảm ơn tri ân. Rồi thầy nhắc tất cả các em học sinh là chúng ta còn phần phát thưởng nữa. Vì vậy cho nên tất cả học sinh chúng ta sẽ tự giác trật tự ngồi ở đúng sơ đồ của lớp mình nha các em. Dạ xin mời chập chập ơi. Phía trước có bên truyền thông đó, chụp cho quý huynh sẽ gặp để gửi lại ảnh nha. Dạ, sau chương trình quý huynh và các em học sinh muốn chụp ảnh lưu niệm thì chúng ta có thể tiếp tục sau cái phần phát thưởng và kết thúc. Chúng ta vừa chứng kiến một khung cảnh vô cùng cảm động mà các em học sinh đã dành tặng cho cha mẹ, cho thầy cô của mình. Và tôi hy vọng rằng Nam Việt sẽ là trạm ký ức của các em học sinh, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Các em học sinh thân mến, món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho cha mẹ và thầy cô lúc này không chỉ đơn thuần là những bài hát hay được ngân lên, không chỉ là những bài viết trao chuốt câu chữ, không chỉ những là món quà nhân ngày lễ lớn, mà phải là sự nỗ lực phấn đấu hết mình để có thể vượt qua hai kỳ thi lớn nhất trong đời, để có thể đi đến bến bờ thành công như niềm hy vọng mà cha mẹ, thầy cô đã dành cho các em. Những tâm sự kỳ vọng đó sẽ được thể hiện cụ thể qua lời nhắn nhủ của thầy Huỳnh Hùng Cường, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý vị lãnh đạo các cơ quan quản lý, quý vị lãnh đạo các cơ quan truyền thông công luận, quý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, chương trình chúng ta chỉ còn một phần cuối, đó là phần phát thưởng cho các em học sinh khối lớp 12, học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Rồi các em học sinh khối lớp 12 chú ý này, giúp giùm thầy và quý thầy cô giáo dưới đó cho các em học sinh ngồi lại trật tự, chúng ta vẫn còn tiếp tục cho chương trình phát thưởng nữa. Kính thưa quý phụ huynh, quý thầy cô giáo, cũng rất thông cảm cho ban tổ chức chương trình vì chúng ta ghép một lần ba cái phần, đó là tổng kết tri ân trưởng thành và cái học sinh lớp 5 và lớp 6. Vì vậy cho nên chương trình cũng có thể kéo dài trong thời gian qua. Rất mong quý đại biểu, quý khách quý, đặc biệt là quý phụ huynh cũng sẽ thông cảm chia sẻ cho chương trình chúng tôi. Kính thưa quý vị đại biểu, lời đầu tiên, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu, khách quý, quý bậc cha mẹ học sinh, quý thầy cô giáo đã đến dự buổi lễ quan trọng và đầy ý nghĩa này. Kính thưa quý vị, lễ tri ân và trưởng thành hôm nay thật nhiều ý nghĩa, bởi mai đây học sinh khối lớp 12 niên khóa 2019-2022 sẽ phải rời xa mái trường thân yêu. Món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho cha mẹ và thầy cô lúc này là các em phải vượt qua kỳ thi lớn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được xét tuyển vào đại học. Thầy cô, cha mẹ đều tin các em sẽ nỗ lực vượt qua thử thách này để đạt được kết quả cao nhất, để vươn tới tương lai, để trở thành con ngon trò giỏi, là những công dân có ích cho xã hội. Trong lễ tri ân và trưởng thành hôm nay, các em hãy nắm chặt tay nhau để cùng lưu lại những hình ảnh thân thương,
của mái trường, của quý thầy cô để khắc sâu những kỷ niệm đẹp nhất trong đời học sinh trung học phổ thông. Hãy dành tặng những tình cảm tốt nhất gửi đến quý thầy cô giáo, đến với cha mẹ của mình, đến với những người bạn, những người đã âm thầm tận tụy dạy bảo các em từ những ngày đầu đến trường. Để giờ đây các em đã khôn lớn trưởng thành và các em sẽ không quên những lời cảm ơn đến cô chú tập vụ, giặt ủi, nhà ăn, lái xe đã từng chăm lo phục vụ cho mình trong những năm tháng qua. Các em học sinh thân mến, mai này các em trưởng thành bước vào đời, nhưng thầy cô và cha mẹ của em sẽ vẫn từng ngày, từng giờ dõi theo bước chân của các em trên những chặng đường sắp tới. Sẽ có nhiều thử thách và sóng gió trong tương lai, song thầy cô và cha mẹ các em luôn mong rằng với những tri thức các em đã có, những kỹ năng sống các em đã học, thầy cô tin tưởng các em sẽ bước những bước chân đi đầu vững chãi. Và cho dù có ở nơi đâu, làm việc gì, các em hãy luôn nhớ rằng vừa kỷ niệm ngày hôm nay, vừa thầy cô, vừa cha mẹ, vừa những người bạn, vừa nơi đã góp phần thắp lên ngọn lửa của tri thức, của nghị lực, của tình yêu, của lẽ sống và ước mơ trong tâm hồn của các em. Chúc các em sẽ luôn thành công trên con đường đi tới. Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị đại biểu, khách quý, quý bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh những lời chúc tốt đẹp nhất. Và tôi xin phép một cái cúi đầu để lời cảm ơn chân thành nhất đến quý bậc phụ huynh, quý đại biểu đã đồng hành với tập đoàn Nam Việt trong thời gian vừa qua, dẫn đến những sự thành công cho ngày hôm nay. Và thầy cũng xin vẫy tay chào tạm biệt đối với các em học sinh khối lớp 12. Như đã nói, các em sẽ thành công và sẽ trở thành một công dân kết sợi. Xin tạm biệt. Cảm ơn những lời nhắn nhủ, những lời chúc vừa rồi của thầy Huỳnh Hùng Cường, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Phó Hiệu trưởng Tập đoàn. Và tiếp theo chương trình, quý thầy cô giáo viên quản nhiệm sẽ gửi đến quý vị đại biểu, quý phụ huynh bài hát, bài ca Người giáo viên nhân dân như một lời khẳng định về vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp trồng người. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, vừa qua các em học sinh khối 12 và quý thầy cô của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, kỳ thi giáo viên giỏi quận 12 cấp trung học cơ sở và đã đạt được những giải thưởng cao ở các bộ môn tiếng Anh, toán Casio, ngữ văn, giáo dục công dân. Để ghi nhận những thành tích đó cũng như công ơn của quý thầy cô đã không quản ngại khó khăn để bồi dưỡng rèn luyện cho các em học sinh đã đạt được những thành tích. Và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời thầy Hoàng Bất Giảo, cô Nguyễn Thị Kim Chi, cô Nguyễn Thi, thầy Tô Văn Ngân sẽ tiến lên sân khấu để nhận bằng khen thưởng từ Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt. Xin trân trọng kính mời quý thầy cô ạ. Xin kính mời quý thầy cô chúng ta nhanh bước lên phía lực sân khấu. Và xin trân trọng kính mời ông Thái Văn Lực, Phó Bộ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ lên trao phần thưởng cho quý thầy cô. Xin trân trọng kính mời.
Và tiếp tục xin mời các em học sinh có tên sau chúng ta di chuyển lên sân khấu. Em Nguyễn Ngọc Tú, lớp 12A1, cơ sở 1 đã đạt giải nhì bộ môn tiếng Anh. Em Trần Thanh Hòa, lớp 12A1, cơ sở 1 đã đạt giải ba bộ môn tiếng Anh. Em Lê Nguyễn Diệp Huy, lớp 12A1, cơ sở 2 đã đạt giải nhì toán Casio. Em Nguyễn Thị Thu Hương, lớp 12A1, cơ sở 2 đã đạt giải ba toán Casio ạ. Và xin mời các em sẽ tiến lên sân khấu để nhận giấy khen từ tập đoàn ạ. Và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Phòng Hành sự Bộ Công an sẽ lên trao quà phần thưởng cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời. Một lần nữa cô xin trân trọng kính mời các em học sinh được vinh danh trên màn hình nhanh chóng di chuyển lên sân khấu để nhận phần thưởng của mình. Mời bắt thưởng. Xin mời bắt thưởng. Được rồi. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của em học sinh. Trân trọng cảm ơn ông, mời em học sinh về vị trí. Thầy muốn nhắc các em học sinh trong các đợt phát thưởng đó, thì các em cố gắng tập trung cho quý thầy cô trong ban tổ chức. Vì chúng ta, thời lượng chúng ta chỉ cần trễ là nó sẽ cộng rất nhiều thời gian nha các em. Mong quý thầy cô phía dưới cũng hỗ trợ giúp cho khu vực sân khấu không? Rồi xin mời em xin. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, tiếp tục sẽ là phần trao thưởng cho khoa Anh ngữ đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022. Và xin trân trọng kính mời đại diện khoa Anh ngữ cô Võ Thị Loan sẽ lên sân khấu để nhận giấy khen từ tập đoàn. Xin được trân trọng kính mời cô. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trung Chánh sẽ lên trao quà phần thưởng cho cô. Xin trân trọng kính mời. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của cô. Xin đại diện cho ba đội của đấu trường Anh ngữ lên sân khấu để nhận giấy khen của mình. Xin nhắc lại, xin mời ba đại diện học sinh của đấu trường Anh ngữ chúng ta sẽ tiến lên sân khấu để nhận giấy khen từ tập đoàn ạ. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Phú An Giang sẽ lên trao phần thưởng cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời thầy Đinh Nhất Linh, Ban giám sát sẽ lên trao quà phần thưởng cho các học sinh. Xin trân trọng kính mời. Chúc mừng thành tích của các em học sinh. Trân trọng cảm ơn thầy. Mời các học sinh về vị trí. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, ươm mầm chăm sóc đến ngày ra hoa kết trái, thu được những quả ngọt, đó là quy luật của tự nhiên. Và với chúng ta cũng vậy, sinh thành dưỡng dục, học hành cả một quãng đường rồi cũng sẽ đến ngày thu được kết quả của mình. Một năm học trôi qua với nhiều biến cố thăng trầm, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của thầy và trò trường Nam Việt, những quyết tâm ấy cũng đã kết thành những quả ngọt cả về học tập cũng như thái độ hạnh kiểm học tập. Quả là điều đáng mừng phải không ạ?
Và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường sẽ lên đọc quyết định khen thưởng học sinh khá, học sinh giỏi năm học 2021-2022. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa thầy Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn, kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Sau đây, tôi xin thông qua quyết định khen thưởng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Nam Việt, quyết định số 136, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022, quyết định về việc khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, học tập và rèn luyện học kỳ 2 và cả năm học 2021-2022. Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, căn cứ giấy phép số 0306-488-666 của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, căn cứ điều lệ Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, căn cứ quyền hạn của Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, căn cứ kết quả các kỳ thi do Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, căn cứ kết quả hai mạch giáo dục học kỳ 2 và cả năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Nam Việt, xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, quyết định điều 1, công nhận kết quả và khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, học tập và rèn luyện học kỳ 2 và cả năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Nam Việt, danh sách đính kèm. Điều 2, các cá nhân và tập thể đạt thành tích được Chủ tịch Tập đoàn tặng giấy khen, tiền thưởng và được ghi vào sổ thi đua khen thưởng của Tập đoàn. Điều 3, Hội đồng điều hành, Ban giám hiệu, Phòng hành chính quản trị, các bộ phận có liên quan và ông bà có tên ở trong điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Nơi nhận như điều 3, Lưu Văn Thư, ký thay Chủ tịch Tập đoàn, Hiệu trưởng Phan Thị Anh Hoàng đã ký và đóng dấu. Cảm ơn thầy. Và ngay sau đây sẽ là phần phát thưởng cho các em học sinh. Đợt đầu tiên sẽ là các em học sinh được khen thưởng vượt trội môn khối tiểu học. Mời các em học sinh được có tên được vinh danh trên màn hình nhanh chóng di chuyển lên sân khấu. Cô nhắc lại, các em học sinh có tên được vinh danh trên màn hình nhanh chóng di chuyển lên sân khấu để nhận phần khen thưởng của mình. Dạ quý thầy cô hỗ trợ cho các em học sinh nhanh chóng lên sân khấu đi quý thầy cô. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Hữu Chơi, thành viên tập đoàn, sẽ lên phát thưởng cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời. Và xin trân trọng kính mời cô Trần Hà Bích Ngọc, giáo viên quản nhiệm lớp 5 cơ sở 7, cùng tiến lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh. Màn hình cho phần nhận thưởng tiếp theo. Tiếp theo là phần nhận thưởng khen thưởng học sinh lớp 5A1 cơ sở 7, học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện. Các em học sinh có tên được vinh danh trên màn hình
chuẩn bị di chuyển lên sân khấu để đón nhận phần thưởng của mình. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em học sinh. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô, mời các em học sinh về vị trí. Và cô mời các em học sinh khen thưởng lớp 5A1 cơ sở 7, học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện, có tên được vinh danh trên màn hình nhanh chóng di chuyển lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời cô Phan Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Hiệu trưởng nhà trường và cô Nguyễn Thị Bé, Phó Hiệu trưởng Tập đoàn sẽ lên trao quà phần thưởng cho học sinh. Xin trân trọng kính mời cô. Và xin trân trọng kính mời cô Trần Thị Liễu, giáo viên quản nhiệm lớp 5, cơ sở 7 cùng lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh. Trân trọng kính mời cô. Và mời màn hình cho phần nhận thưởng tiếp theo. Học sinh có tên được vinh danh trên màn hình chuẩn bị lên sân khấu nhận thưởng. Xin cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh rất nhiều. Và đợt khen thưởng tiếp theo đến từ các bạn học sinh lớp 5A1, 5A2, cơ sở 7. Học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện. Các em học sinh có tên được vinh danh trên màn hình. Chúng ta nhanh chóng di chuyển lên khu vực sân khấu. Mời các em về vị trí. Một lần nữa cô mời các em học sinh được khen thưởng của lớp 5A1, 5A2, cơ sở 7. Học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện, có tên được vinh danh trên màn hình, nhanh chóng di chuyển lên sân khấu để nhận phần thưởng của mình. Xin trân trọng kính mời thầy Lê Hữu Hứng, Chủ tịch Hội đồng Cổ đông sẽ lên phát thưởng cho các học sinh. Xin trân trọng kính mời. Và xin trân trọng kính mời thầy Đàm Xuân Chiến, Tổng quản nhiệm cơ sở 7 cùng lên phát thưởng cho các em học sinh. Trân trọng kính mời thầy. Và đợt phát thưởng tiếp theo sẽ là các em học sinh đến từ lớp 12A1, 12A2 và 12A3 cơ sở 1. Và các em học sinh chúng ta có tên vinh danh trên màn hình, chúng ta chuẩn bị di chuyển lên sân khấu ạ. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em học sinh. Xin cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh rất nhiều. Rồi mời các em học sinh về vị trí. Và xin mời các bạn học sinh lớp 12A1, lớp 12A2, lớp 12A3 cơ sở 1 có tên được vinh danh trên màn hình ngay bây giờ di chuyển khu vực sân khấu. Và xin trân trọng kính mời các em học sinh được khen thưởng lớp 12A1, 12A2, 12A3 cơ sở 1 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, có tên vinh danh trên màn hình, nhanh chóng di chuyển lên sân khấu. Mời màn hình cho đợt tiếp theo. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Hải tham gia tập đoàn. Và xin được trân trọng và thầy Trần Đình Hợi lên phát thưởng cho các học sinh. Xin trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời thầy Đặng Văn Lam, giáo viên quản nhiệm lớp 12A1 cơ sở 1 cũng sẽ tiến lên sân khấu để cùng tặng những phần thưởng cho các bạn học sinh ạ. Trân trọng kính mời. Nhận khen thưởng lớp 12A3 cơ sở 1, 12A1, 12A2 cơ sở 2 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, đang có tên được vinh danh trên màn hình LED, chuẩn bị lên sân khấu.
Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em học sinh. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô. Mời các học sinh về vị trí của mình. Mời các em học sinh được khen thưởng của lớp 12A3 cơ sở 1, 12A1, 12A2 cơ sở 2 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Có tên được vinh danh trên màn hình, nhanh chóng di chuyển lên sân khấu để nhận phần thưởng của mình. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Phó Hiệu trưởng Tập đoàn sẽ lên phát thưởng cho các học sinh. Xin trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời thầy Mai Đức Hóa, giáo viên quản nhiệm lớp 12A2 cơ sở 1 sẽ cùng lên sân khấu để tặng những phần thưởng cho các bạn học sinh. Xin trân trọng kính mời. Mời các học sinh về vị trí. Mời màn hình cho đợt tiếp theo ạ. Mời các học sinh được khen thưởng lớp 12A2, 12A3 cơ sở 2 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến cùng tiến lên sân khấu để đón nhận phần thưởng của mình. Trân trọng kính mời cô Trương Thị Cẩm, thành viên tập đoàn sẽ lên phát quà vào tưởng các em học sinh. Xin trân trọng kính mời. Và xin trân trọng kính mời thầy Trần Hiệp Hưng, tổng quản nhiệm cơ sở 2 cùng tiến lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh. Và xin trân trọng kính mời thầy Cao Tuấn Bảo, phó tổng quản nhiệm cơ sở 2 cùng lên sân khấu phát thưởng cho các em học sinh. Mời màn hình cho đợt tiếp theo ạ. Và được khen thưởng tiếp theo sẽ là các bạn học sinh lớp 12A3, 12A4 cơ sở 2 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, có tên vinh danh trên màn hình. Chúng ta chuẩn bị di chuyển lên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em học sinh. Cảm ơn quý thầy cô. Mời các em học sinh về vị trí của mình. Mời các em học sinh. Mời các em học sinh được khen thưởng của lớp 12A3, 12A4 cơ sở 2 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Có tên được vinh danh trên màn hình di chuyển lên sân khấu để nhận phần thưởng của mình. Xin trân trọng kính mời cô Trần Thị Thanh Thư, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Cầu Vàng cơ sở 8 sẽ lên phát quà và phần thưởng cho các học sinh. Một cùng tiến lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh. Trân trọng kính mời thầy. Và đợt nhận thưởng tiếp theo là các em học sinh lớp 12A4, 12A5 cơ sở 2 và lớp 12A2 cơ sở 4 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, chuẩn bị lên sân khấu. Kính nhờ quý thầy cô quản nhiệm phía dưới chúng ta tập trung cho em đủ nha thầy cô, để lên sân khấu một lần. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em học sinh. Và xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô. Mời các em học sinh về vị trí của mình. Mời các em học sinh được nhận thưởng của lớp 12A4, 12A5 cơ sở 2, lớp 12A2 cơ sở 4 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Có tên được vinh danh trên màn hình cùng tiến lên sân khấu để nhận phần thưởng của mình.
Xin trân trọng kính mời thầy Lê Khải Bình, Phó trưởng trường tiểu học Nam Việt cơ sở 7 sẽ lên phát thưởng quà cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời. Và xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Xuân Thịnh, tổng quản nhiệm cơ sở 4 cùng lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh. Trân trọng kính mời thầy. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em học sinh. Trân trọng cảm ơn thầy, mời các em học sinh về vị trí. Mời các em học sinh được khen thưởng của lớp 12A2, 12A3 cơ sở 4, 12A1 cơ sở 1, 12A2 cơ sở 1, 12A2 cơ sở 3. Lớp 12A1, 12A3 cơ sở 6 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, có tên được vinh danh trên màn hình, cùng tiến lên sân khấu. Một lần nữa mời các em học sinh có tên được khen thưởng của lớp 12A2, 12A3 cơ sở 4, lớp 12A1, 12A3 cơ sở 6 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, có tên trên màn hình cùng di chuyển lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời thầy Lê Văn Hải, trưởng khoa Bộ môn Hóa sẽ lên sân khấu phát thưởng và quà cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời thầy. Lớp 12A1 cơ sở 4 cùng tiến lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh của mình. Trân trọng kính mời cô. Và xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Xuân Thịnh, tổng quản nhiệm cơ sở 4 cùng tiến lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh của mình. Trân trọng kính mời thầy. Và đặt khen thưởng tiếp theo sẽ là các bạn học sinh lớp 12A1 cơ sở 1 đã đạt thành tích học sinh giỏi, có tên vinh danh trên màn hình, các bạn chuẩn bị di chuyển lên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em học sinh. Cảm ơn quý thầy cô. Mời các em học sinh về vị trí của mình. Và xin mời các bạn học sinh lớp 12A1 cơ sở 1 đã đạt thành tích học sinh giỏi, có tên vinh danh trên màn hình, chúng ta di chuyển lên khu vực sân khấu ạ. Và xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Hoàng Kỳ, phụ huynh của em Huỳnh Nhã Ca sẽ lên phát quà phần thưởng cho các học sinh. Xin trân trọng kính mời ông. Và xin được trân trọng kính mời thầy Đặng Văn Lam, giáo viên quản nhiệm 12A1 cơ sở 1 sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao tặng phần thưởng cho các em học sinh. Trân trọng kính mời thầy. Thank you.
lớn để chúc mừng thành tích của các em học sinh. Trân trọng cảm ơn ông, cảm ơn thầy. Và đợt khen thưởng tiếp theo sẽ là các bạn học sinh lớp 12A1, 12A2 cơ sở 1 đã đạt thành tích học sinh giỏi. Các bạn học sinh có tên được vinh danh trên màn hình, chúng ta di chuyển lên khu vực sân khấu. Xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Kim Chi, trưởng khoa bộ môn điện sẽ lên phát quà phần thưởng cho các học sinh. Xin trân trọng kính mời cô. Và xin được trân trọng kính mời thầy Mai Đức Hóa, giáo viên quản nhiệm lớp 12A2 cơ sở 1 sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao tặng phần thưởng cho các bạn học sinh. Trân trọng kính mời thầy. Đợt khen thưởng tiếp theo là các em học sinh lớp 12A2, 12A3 cơ sở 1 đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Các em chuẩn bị lên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em học sinh. Trân trọng cảm ơn thầy cô. Mời các em học sinh về vị trí của mình. Và đặt phát thưởng tiếp theo sẽ là các bạn học sinh lớp 12A3 cơ sở 1, 12A1 cơ sở 2 đã đạt thành tích học sinh giỏi. Các bạn học sinh có tên được vinh danh trên màn hình, chúng ta di chuyển lên khu vực sân khấu. Xin trân trọng kính mời thầy Trần Đình Hợi sẽ lên phát thưởng và quà cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời thầy. Và xin trân trọng kính mời cô Phạm Thị Thương Thương, giáo viên quản nhiệm lớp 12A3 cơ sở 1 sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao tặng phần thưởng cho các bạn học sinh. Trân trọng kính mời. Và xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Phước Tường, giáo viên quản nhiệm lớp 12A1 cơ sở 2 cùng tiến lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh của mình. Trân trọng kính mời thầy. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em học sinh. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô. Mời các em học sinh về vị trí của mình. Đợt nhận thưởng tiếp theo là các em học sinh lớp 12A1, 12A2 cơ sở 2 đạt được danh hiệu học sinh giỏi có tên được vinh danh trên màn hình. Mời các em học sinh di chuyển lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Nga, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty Phú An Gia sẽ lên phát quà và phần thưởng cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời ông. Và
xin trân trọng kính mời thầy Lê Đức Tài, giáo viên ủy nhiệm lớp 12A2 cơ sở 2 cùng lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh của mình. Trân trọng kính mời thầy. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em học sinh. Trân trọng cảm ơn quý thầy. Mời các học sinh về vị trí của mình. Và đợt khen thưởng tiếp theo là các em học sinh lớp 12A2, 12A3 cơ sở 2 đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Có tên được vinh danh trên màn hình, mời các em học sinh di chuyển lên sân khấu. Và một lần nữa xin trân trọng kính mời ông Thái Văn Lực, Phó Bộ trưởng Bộ 7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xin lên phát quà và bộ trưởng các học sinh. Xin trân trọng kính mời ông. Và xin trân trọng kính mời thầy Bùi Thanh Toàn, giáo viên quản nhiệm lớp 12A3 cơ sở 2 cùng lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh của mình. Trân trọng kính mời thầy. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em học sinh. Trân trọng cảm ơn ông, cảm ơn thầy. Mời các em học sinh về vị trí của mình. Và đợt nhận thưởng tiếp theo là các em học sinh lớp 12A3, 12A4, 12A5 cơ sở 2 đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Có tên được vinh danh trên màn hình, nhanh chóng di chuyển lên sân khấu để nhận phần thưởng của mình. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng mời ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Phòng Lãnh sự Bộ Mang, xin lên phát quà và thưởng các em học sinh. Xin trân trọng kính mời. Và xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Xuân Bộ, giáo viên quản nhiệm lớp 12A4 cơ sở 2, thầy Huỳnh Hoài Ngân, giáo viên quản nhiệm lớp 12A5 cơ sở 2 cùng lên sân khấu phát thưởng cho các học sinh của mình. Nhận thưởng tiếp theo là các em học sinh lớp 12A5 cơ sở 2, 12A1 cơ sở 4 đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Chuẩn bị lên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em học sinh. Trân trọng cảm ơn ông và cảm ơn quý thầy. Mời các em học sinh về vị trí của mình. Đợt nhận thưởng tiếp theo là các em học sinh lớp 12A5 cơ sở 2, lớp 12A1 cơ sở 4 đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Có tên được vinh danh trên màn hình, nhanh chóng di chuyển lên sân khấu. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng mời ông Nguyễn Ngô Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Hóc Môn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Chánh, sẽ lên phát quà và thưởng các học sinh. Xin trân trọng kính mời ông.
Và xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Phương, giáo viên quản nhiệm lớp 12A1 cơ sở 4, cùng tiến lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh của mình. Trân trọng kính mời cô. Và xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Xuân Thịnh, tổng quản nhiệm cơ sở 4, cùng phát thưởng cho các em học sinh của mình. Trân trọng kính mời thầy. Của mình. Và đợt khen thưởng tiếp theo sẽ là các bạn học sinh lớp 12A1, 12A2 cơ sở 4 đã đạt thành tích học sinh giỏi. Các bạn có tên được vinh danh trên màn hình, chúng ta di chuyển lên khu vực sân khấu. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng mời thầy Nguyễn Hữu Chơi, thành viên tập đoàn sẽ lên phát quà và phần thưởng cho các học sinh. Xin trân trọng kính mời thầy. Và xin trân trọng kính mời thầy Ngô Minh Huy, giáo viên quản nhiệm lớp 12A2 cơ sở 4, cùng tiến lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh của mình. Trân trọng kính mời thầy. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em học sinh. Trân trọng cảm ơn ông, cảm ơn quý thầy. Mời các em học sinh về vị trí của mình. Và cô mời các em học sinh lớp 12A2, 12A3 cơ sở 4 đạt được danh hiệu học sinh giỏi, có tên được vinh danh trên màn hình, nhanh chóng di chuyển lên sân khấu. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời thầy Lê Hữu Ứng, chủ tịch hội đồng cổ đông sẽ lên phát quà và phần thưởng các học sinh. Xin trân trọng kính mời ông. Và con xin được trân trọng kính mời thầy Lý Trung Tính, giáo viên quản nhiệm lớp 12A3 cơ sở 4 sẽ cùng tiến lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh. Trân trọng kính mời thầy. Và đợt khen thưởng tiếp theo sẽ là các bạn học sinh lớp 12A1 cơ sở 6 đạt thành tích học sinh giỏi. Các bạn học sinh có tên được vinh danh trên màn hình, chúng ta chuẩn bị di chuyển lên sân khấu. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn học sinh. Xin mời các bạn ta di chuyển về chỗ. Và mời các bạn học sinh lớp 12A1 cơ sở 6 đạt thành tích học sinh giỏi, các bạn được vinh danh trên màn hình, chúng ta di chuyển lên khu vực sân khấu ạ. Xin trân trọng kính mời thầy Bùi Văn Quảng, bộ môn tin học sẽ lên phát quà và phần thưởng cho các học sinh. Xin trân trọng kính mời thầy.
Và xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Lương Hoàng, giáo viên quản nhiệm lớp 12A1 cơ sở 6 sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao tặng phần thưởng cho các bạn học sinh. Trân trọng kính mời thầy. Và xin được trân trọng kính mời thầy Thái Viết Thương, tổng quản nhiệm cơ sở 6 cùng tiến lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh của mình. Trân trọng kính mời thầy. Được nhận thưởng tiếp theo là các em học sinh lớp 12A1, 12A2 cơ sở 6 đạt danh hiệu học sinh giỏi. Các em chuẩn bị lên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em học sinh. Trân trọng cảm ơn quý thầy. Mời quý thầy và các em học sinh chúng ta di chuyển về vị trí ạ. Và xin mời các bạn học sinh lớp 12A1, 12A2 cơ sở 6 đạt thành tích học sinh giỏi có tên được vinh danh trên màn hình, chúng ta di chuyển lên khu vực sân khấu ạ. Xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Bé, phó trưởng tập đoàn sẽ lên phát thưởng và quà cho các học sinh. Xin trân trọng kính mời cô. Và xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Long, giáo viên quản nhiệm lớp 12A2 cơ sở 6 sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao tặng phần thưởng cho các bạn học sinh. Trân trọng kính mời thầy. Và xin trân trọng kính mời thầy Phan Duy Khánh, phó tổng quản nhiệm cơ sở 2 cùng tiến lên sân khấu để phát thưởng cho các em học sinh của mình. Trân trọng kính mời thầy. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em học sinh. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô. Mời các em học sinh về vị trí của mình. Mời các em học sinh nhận thưởng đợt tiếp theo của lớp 12A2 cơ sở 6 đạt được danh hiệu học sinh giỏi, có tên được vinh danh trên màn hình, nhanh chóng di chuyển lên sân khấu. Mời các em học sinh đạt được danh hiệu học sinh giỏi của lớp 12A3 cơ sở 6 có tên được vinh danh trên màn hình, nhanh chóng di chuyển lên sân khấu để nhận phần thưởng của mình. Trân trọng kính mời thầy Thái Quốc Thương, tổng nhiệm cơ sở 6 sẽ lên phát quà và thưởng cho em học sinh. Và xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Hữu Hoàng, giáo viên quản nhiệm lớp 12A3 cơ sở 6 sẽ cùng tiến lên sân khấu để phát thưởng cho các bạn học sinh. Trân trọng kính mời thầy. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em học sinh. Trân trọng cảm ơn quý thầy. Mời các em học sinh về vị trí của mình. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa quý bậc phụ huynh, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến.
cha mẹ, thầy cô, chính quyền địa phương sẽ từng ngày, từng giờ dõi theo bước chân của các em trên chặng đường đi sắp tới. Sẽ có nhiều thử thách và sóng gió, nhưng tin rằng với những tri thức đã có, các em sẽ bước những bước đi đầu đời thật vững chãi. Và cho dù ở nơi đâu, làm việc gì, các em hãy luôn nhớ về nơi này, về thầy cô, về bè bạn, về nơi đã góp phần thắp sáng lên ngọn lửa của tri thức, nghị lực, tình yêu, lẽ sống và ước mơ trong tâm hồn của các em. Chúc các em thành công trên con đường phía trước. Và cũng thay mặt nhà trường, xin cảm ơn và gửi đến quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các em học sinh đạt nhiều kết quả tốt trong học tập. Trân trọng kính chào. Dạ, xin mời quý phụ huynh và các em học sinh, chúng ta có thể lên sân khấu để chụp hình lưu niệm trong buổi sáng hôm nay. Xin trọng quý phụ huynh, quý đại biểu cũng như các em học sinh, chúng ta có thể tiến lên khu vực sân khấu để chụp ảnh lưu niệm.